con đến với tiết học ngày hôm nay. Trong tiết học toán ngày hôm nay, các con sẽ được học bài cộng các số có 3 chữ số, có nhớ một lần. Ở bài học này, các con sẽ biết cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số, có nhớ một lần sang hàng chục hoặc là hàng trăm. Các con sẽ được củng cố và ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam, đồng. Trước khi vào bài học, cô cần các con nhớ lại kiến thức đã học. Là muốn cộng trừ các số có 3 chữ số, ta thực hiện như sau. Bước 1 là đặt tính. Các con lưu ý đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Bước 2, tính. Thực hiện tính từ phải sang trái nhé. Bây giờ các con quan sát lên màn hình. Cô có phép tính 435 cộng 127 bằng chấm hỏi. Ở phép tính này, muốn tìm được kết quả, các con sẽ thực hiện bước 1 là đặt tính. Khi đặt tính, các con chú ý các số hạng này sẽ đặt dưới các số hạng kia sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục, hàng trăm thẳng cột với hàng trăm. Bây giờ chúng ta sẽ qua bước 2 là tính. Khi tính, các con sẽ tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. Cộng 2 bằng 5, thêm 1 bằng 6, cô viết 6. 4 cộng 1 bằng 5, cô viết 5. Vậy thì kết quả của phép tính 435 cộng 127 bằng 562. Các con đã hiểu được chưa nè? Bây giờ cô nhắc lại nhé. Khi đặt tính, các con lưu ý đặt thẳng hàng, hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục và hàng trăm thẳng cột với hàng trăm. Khi thực hiện phép tính, các con tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. Cô có 5 cộng 7 bằng 12. 12 qua 10. Cô viết 2, nhớ một chục sang hàng chục. 3 cộng 2 bằng 5, nhớ 1 bằng 6, cô viết 6. 4 cộng 1 bằng 5, cô viết 5. Vậy thì 435 cộng 127 bằng 562. Các con nhớ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ qua phép tính của câu B. 256 cộng 162 bằng chấm hỏi. Thì để tìm kết quả của phép tính này, chúng ta cũng sẽ thực hiện hai bước. Bước 1 là đặt tính. Các con đặt tương tự như phép tính ở câu A. Hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục và hàng trăm thẳng cột với hàng trăm nhé. Chúng ta sau khi đặt tính rồi, các con sẽ thực hiện bước 2 là tính. Và các con cũng tính từ hàng đơn vị 6 cộng 2 bằng 8. Cô viết 8. 5 cộng 6 bằng 11. Viết 1, nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, cô viết 4. Vậy thì kết quả của phép tính 256 cộng 162 bằng 418. Các con nhớ nhé. Bây giờ cô sẽ nhắc lại cách tính. Đầu tiên các con cũng sẽ tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 6 cộng 2 bằng 8, cô viết 8.
5 cộng 6 bằng 11. Cô viết 1. Nhớ 100 sang hàng trăm. 2 cộng 1 bằng 3. Nhớ 1 bằng 4. Cô viết 4. 256 cộng 162 bằng 418. Để giúp các con hiểu bài tốt hơn, bây giờ chúng ta sẽ cùng vận dụng trực tiếp cách tính trên vào phần bài tập nhé. Yêu cầu của bài tập 1: tính 256 cộng 125, 417 cộng 168, 555 cộng 209. Ở bài tập 1 này, người ta đã đặt tính cho mình rồi. Bây giờ các con chỉ thực hiện bước 2 là tính nhé. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện bài đầu tiên. Khi tính, các con cũng tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 6 cộng 5 bằng 11. Cô viết 1. Nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7. Thêm 1 bằng 8. Cô viết 8. 2 cộng 1 bằng 3. Cô viết 3. 256 cộng 125 bằng 381. Các con hãy thực hiện tương tự ở hai phép tính còn lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem kết quả các con làm có đúng không nhé. 417 cộng 168 bằng 585. 555 cộng 209. sẽ bằng 764. Vậy thì ở bài tập số 1 này, các con cần chú ý, khi tính, các phép tính này đều có nhớ một lần sang hàng chục. Các con hiểu chưa nè? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục sang bài tập số 2. Bài tập số 2 cũng yêu cầu chúng ta tính 256 cộng 182, 452 cộng 361, 166 cộng 283. Ở bài tập này, người ta cũng đã đặt tính cho chúng ta rồi. Bây giờ các con hãy thực hiện bài đầu tiên. Lưu ý, chúng ta cũng thực hiện từ hàng đơn vị trước. 6 cộng 2 bằng 8, cô viết 8. 5 cộng 8 bằng 13, cô viết 3, nhớ 1. 2 cộng 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, cô viết 4. 256 cộng 182 bằng 438. Các con cũng làm tương tự ở hai phép tính còn lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đáp án xem mình làm có đúng không nào. 452 cộng 361 sẽ bằng 813. 166 cộng 283 sẽ bằng 449. Vậy thì ở bài tập 2, các con cần chú ý tất cả các phép tính đều có nhớ một lần sang hàng trăm. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập số 3. Yêu cầu của bài tập số 3 là đặt tính rồi tính. Vậy thì bài tập số 3 khác với hai bài tập trên ở chỗ nào? Các con thấy đó. Bài tập số 3 yêu cầu các con đặt tính rồi mới tính nha. Vậy thì muốn tìm được kết quả bài tập số 3, đầu tiên các con cần phải đặt tính.
Khi đặt tính, các con cũng chú ý các số hạng này đặt dưới các số hạng kia sao cho các hàng thẳng cột với nhau, hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục và hàng trăm thẳng cột với hàng trăm nhé. Chúng ta cùng thực hiện. Khi tính, các con cũng chú ý tính từ phải sang trái, bắt đầu từ hàng đơn vị. 5 cộng 7 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, cô viết 5. 2 cộng 4 bằng 6, cô viết 6. Vậy thì 235 cộng 417 bằng 652. Các con cũng làm tương tự như thế ở bài phép tính thứ hai nhé. Đầu tiên các con sẽ đặt tính. Ở bài tập số 2, khi đặt tính các con cần chú ý 256 cộng 70. 256 là số có 3 chữ số, 70 là số có 2 chữ số. Vậy thì khi đặt tính các con cũng chú ý các hàng phải thẳng cột với nhau, hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, hàng trăm thẳng cột với hàng trăm. Chúng ta hãy xem đáp án, xem mình làm có đúng hay không nhé. 6 cộng 0 bằng 6, cô viết 6. 5 cộng 7 bằng 12, cô viết 2, nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, cô viết 3. 256 cộng 70 bằng 326. Bây giờ chúng ta sẽ cùng qua bài tập số 4. Các con hãy nhìn lên màn hình và cùng đọc yêu cầu của bài tập số 4 nhé. Tính độ dài đường gấp khúc ABC. Bây giờ các con hãy quan sát đường gấp khúc. Các con thấy đường gấp khúc này có hai đoạn thẳng. Đoạn thẳng AB 126 cm và đoạn thẳng BC 137 cm. Vậy thì muốn tính độ dài đường gấp khúc, các con sẽ tìm tổng của hai đoạn thẳng. Đầu tiên, các con sẽ ghi lời giải độ dài đường gấp khúc ABC là: chúng ta lấy đoạn thẳng AB là 126 cộng với đoạn thẳng BC là 137. Các con sẽ đặt tính ở ngoài nháp để tìm kết quả bằng 263. Chúng ta sẽ ghi đáp số là 263 cm. Lưu ý, đường gấp khúc ở đây người ta cho đơn vị là cm, thì các con chú ý ghi đầy đủ đơn vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bài tập số 5. Bài 5 yêu cầu chúng ta tính 500 đồng bằng 200 đồng cộng chấm chấm đồng. 500 đồng bằng 400 đồng cộng chấm chấm đồng. 500 đồng bằng chấm chấm đồng cộng 500 đồng. Thì các con hãy nhìn xem ở bài tập số 5. Nó khác với các dạng bài tập trước, đúng không nào? Vậy thì muốn làm được bài tập số 5, cô sẽ hướng dẫn các con một cách rất là đơn giản. Ở đây, phép tính đầu tiên, các con quan sát phép tính đầu tiên. 500 đồng sẽ bằng 200 đồng cộng với chấm chấm
đồng. Vậy thì chúng mình sẽ giơ bàn tay của chúng mình lên và coi như năm ngón tay là 500 đồng. Và ở phép tính đầu tiên, 500 đồng sẽ bằng 200 đồng. Vậy thì chúng ta sẽ cất hai ngón tay đi. Thì chúng ta sẽ thấy còn lại ba ngón tay tượng trưng với 300 đồng. Vậy thì ở ngay chỗ nhiều chấm này chúng ta sẽ điền 300 đồng. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phép tính kế tiếp. 500 đồng sẽ bằng 400 đồng cộng với bao nhiêu đồng? Vậy thì 500 đồng chúng ta cũng sẽ tiếp tục giơ năm ngón tay lên. Bằng 400 đồng, chúng ta có 400 đồng rồi, chúng ta cất 4 ngón tay vào. Vậy thì dư lại một ngón tay tượng trưng cho 100 đồng. Các con đã được chưa nào? Tiếp tục ở phép tính cuối cùng. 500 đồng sẽ bằng bao nhiêu đồng cộng với 500 đồng? Thì chúng ta cũng tiếp tục giơ 5 ngón tay lên tượng trưng cho 500 đồng. Rồi, ở đây chúng ta có 500 đồng thì chúng ta cất 5 ngón tay đi. Vậy thì sẽ còn 0 đồng. Các con chú ý nhé. 0 cộng với bất kỳ số nào thì cũng bằng chính nó. Chúng ta vừa thực hiện xong 5 bài tập cộng các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Vậy trong bài học hôm nay, các con cần nhớ cho cô quy tắc cộng các số có 3 chữ số có nhớ một lần. Gồm hai bước. Bước 1 là các con đặt tính. Đặt các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Bước 2, khi tính, các con thực hiện tính từ phải sang trái và nhớ tổng sang hàng tiếp theo. Vậy thì khi tính ở hàng nào có nhớ thì các con nhớ cộng nhớ vào hàng tiếp theo nhé. Bài học hôm nay của chúng ta đã hết rồi. Cô chào tạm biệt các con. Chúc các con thành công.